ngày 24 tháng 12, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngày khai hội Hiến máu Chủ nhật đỏ lần thứ 16 với thông điệp Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi đã được báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương tổ chức. Mặc dù trời rất lạnh nhưng ngay từ sáng sớm đã có hàng ngàn thanh niên, bộ đội, sinh viên hồ hởi tới tham dự ngày hội. Dự kiến Chủ nhật đỏ lần thứ 16 sẽ kéo dài tới hết tháng 3 năm 2024 tại 45 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, với hơn 100.000 người tham gia và dự kiến tiếp nhận 45.000 đến 50.000 đơn vị máu. Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận và biểu dương các cơ quan, đơn vị tổ chức hiến máu, đặc biệt là những người tham gia hiến máu tình nguyện, các tình nguyện viên tham gia tuyên truyền vận động người dân tích cực hiến máu. Thứ trưởng Trần Văn Thuấn kêu gọi những người khỏe mạnh hãy tham gia hiến máu cứu người, đặc biệt các cán bộ y tế hãy đi đầu trực tiếp tham gia hiến máu hưởng ứng phong trào này để cùng nhau chung tay xây dựng một xã hội khỏe mạnh và nhân văn hơn.